Bão lũ cứ nối tiếp giáng xuống nơi vùng quê nghèo khó, làm lòng đồng bào quặn đau. Thiệt hại chồng chất cho thấy thiên tai ngày càng khốc liệt, khó đoán định. Con người nhỏ bé mong manh trước những bất thường của bão lũ. Nguyên nhân của thảm cảnh này có phải do biến đổi khí hậu? Ai đã tác động làm mọi kiểu thời tiết bị biến dạng? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. 3 ngày qua, nước đã ngập trắng xóa mái nhà của cả làng D tỉnh Thanh Hóa, rồi đến Hòa Bình, Yên Bái, Nghệ An, Sơn La. Sức tàn phá gấp 10 lần cơn bão số 10 xảy ra cách đây chưa đầy 2 tháng. Nhìn về 2 thập kỷ trước, thiên tai tại Việt Nam đã làm hơn 13.000 người chết, gây thiệt hại tài sản lên đến 6 tỷ 400 triệu đô la Mỹ. Màu tang thương ấy khiến chúng ta đặt câu hỏi, vì sao bão lũ dồn dập ngày càng tàn khốc? Vì sao vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió liên tiếp bị tổn thương? Vì sao nước mắt người dân miền Trung, nơi miền cao xa xôi cứ chảy mãi, ngơ ngác với cái nghèo? Vì phúc họa đều có căn nguyên. Thảm họa thiên tai hôm nay chẳng thể trách đất trời, mà nó xuất phát từ chính những lầm lỡ của con người. Từ lâu, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng rừng tự nhiên với thảm thực vật dày, nhiều tầng nhiều lớp, có năng lực hút nước, giữ nước và ngăn lũ, cắt lũ, giảm tác hại của lũ cực kỳ hiệu quả. Việt Nam được thiên nhiên quá ưu ái khi sở hữu 13 triệu 500 km rừng, nhưng tiếc rằng vốn quý này đang dần bị thu hẹp một cách đau xót. Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, 40 năm qua, vùng Tây Nguyên đã giảm 3 triệu 800 hecta xuống còn 2 triệu rưỡi hecta. Sự thật rất tồi tệ này khiến lá phổi của khu vực Tây Nguyên thở thoi thóp. Người ta ước tính với nạn phá rừng như hiện nay thì tới năm 2050, cả thế giới sẽ có tới 2 tỷ người, tức 20% dân số sẽ bị thiếu nước. Rừng mất có nhiều nguyên nhân như chuyển đổi trồng cây công nghiệp, nhưng cốt yếu là do nạn phá rừng một cách vô tội vạ. Năm 2015, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 6.000 vụ vi phạm. Còn trong 4 tháng đầu năm nay, có trên 1.700 vụ. Hàng ngàn trường hợp rút ruột rừng khiến mảng xanh Tây Nguyên càng sơ sát. Sự nhức nhối càng báo động khi cán bộ giữ rừng cũng bất lực, bị cuốn xoáy vào sự cám dỗ của đồng tiền từ khai thác gỗ trái phép. Chỉ tính riêng ở tỉnh Đắk Nông, 6 tháng qua đã có 34 cán bộ bị kỷ luật, buộc thôi việc, khởi tố hình sự liên quan đến việc bảo vệ rừng. Vào tháng 3 vừa qua, cho ý kiến dự án luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh, ông Võ Trọng Việt bình luận. Tôi đi cả nước, thấy rằng về cơ bản rừng đã phá hết rồi do nạn phá rừng. Nhìn bên ngoài xanh tốt, nhưng bên trong diêm đại tràng nặng vì cây quý ở trong bị rút hết rồi. Theo khảo sát mới đây của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, tỷ lệ rừng gỗ loại giàu ở khu vực này chỉ còn 10%, loại trung bình là 22,7%, còn lại gần 67% là loại nghèo kiệt. Các loại gỗ quý có giá trị cao còn rất hiếm, chỉ còn ở các vùng xa xôi hiểm trở. Cây quý bị rút hết bởi thói quen xính gỗ tự nhiên. Những khúc cây này được các lâm tặc bất chấp vi phạm pháp luật để đưa về xuôi, hét giá tùy thích, có khi 20 triệu, 30 triệu đồng một khúc cây được bày bán công khai ở các chợ đồ gỗ. Vì sở thích quá cao sang của một số người mà khiến rừng ngày càng sống dở, chết dở. Một nguyên nhân quan trọng khác khiến mảng xanh mất hút là rừng còn vô chủ. Thực tế cho thấy chỉ có 4% diện tích rừng được giao cho các hộ dân quản lý, còn lại là các tổ chức doanh nghiệp quản lý. Từ bao đời nay, người dân vùng cao rất yêu rừng, xem đó là rừng thần, rừng thiêng. Nay không còn sở hữu nữa, thì rừng bị chảy máu trong sự xót xa. Như một quy luật, những cánh rừng tự nhiên ngày một hẹp thì bão lũ càng nới rộng phạm vi tàn phá. Thực tế thời gian qua đã chứng minh, con người lấy của rừng một thì phải trả giá gấp 10 lần hơn. Ăn của rừng, nước mắt rưng rưng.
ngay lúc này, rừng cần được đóng chặt, thói quen xính đồ gỗ tự nhiên cũng phải từ bỏ và có những giải pháp khuyến khích mở rộng rừng. Đó là cách để bảo vệ sự sống của con người.